your friend, you're not okay. Tell me what's wrong and why you cut chuẩn hết nhỉ. Công nhận là con dao này nó sắc hay sao, em hiểu cắt được mỏng như kiểu tờ A4 đấy các bạn. Như tờ giấy. Xin chào tất cả quý vị các bạn. Chào tất cả bạn. Chào tất cả mọi người. Xin chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc. Thì ngày hôm nay thì kênh Mần Trắng TV và kênh Trai Bản và các bạn trong team của kênh Trai Bản cùng đi khám phá những cái vùng đất mới. Nói chung là những cái trải nghiệm, chủ yếu là em trải nghiệm với một cây dao cùng với kênh Trai Bản và các bạn đây. Xem là những cây dao bé bé này nó phát huy tác dụng như thế nào. Con này là 23 nhé. Ở trong cái video trước nó là cây dao số 7. Nói chung là những cây dao này rất là ok. Ngoài cái video dao ra thì hôm nay chúng em, đội em thì có chuẩn bị đồ ăn, thức uống, các thứ cũng khá là thú vị. Mời mọi người cùng xem video nhé. Bây giờ là đội tem sẽ đi kiếm củi và tìm cây để nướng đồ. Mời các bác cùng xem. Quay ở khu vực bờ suối có quay ở khu vực bờ suối có thể hơi ồn một chút nha các bạn nhé. Với kiếm những cái que củi bị trôi suối còn mắc lại ở những cái khe hốc đá rồi. Ban trắng kiếm được cả củi sắn ở đâu ra đấy. Dài dài những lỏng. Khe đá mọc đây này, mọc đây, mọc ra. Qua mỗi một trận lũ thì cây củ cành cây các thứ quấn về đắp lại những khe đá rất là nhiều luôn. Mình có một đường không, rồi tí nữa mình quay lại mình nhặt đóng luôn cho nó nhanh. Anh Công có cái đèn tiện phết nhở? Được đấy. Nhà đấy chỉ cần cài vào thôi. Anh em gom dần. Ui, chỗ này hợp ngồi bàn ăn đấy. Gió mát nhỉ? Mát. Xa xa những cái ánh điện bên kia là bản làng của người Thái nha các bạn nhá. To củ bé đây hết. Có gì đây anh? Cây này được làm cái nướng không dùng nào nó không dùng nào. Anh Minh ở đây để này. Cuốn thôi gì? Ui, cảnh đằng sau phải gọi là tuyệt vời luôn các bạn. Nhìn đẹp nhờ. Nhìn đằng sau có dòng suối chảy, nhìn đẹp thật. Anh em rừng đi đêm này có con dao đeo bên cạnh này là cũng an toàn đấy. Tự tin hẳn luôn. Nhớ đâu gặp hổ là vẫn thịt được. Đấy, có hổ, có mấy con hổ ở đâu, có đúng hổ. Mấy anh em hôm nay đem theo pin chiến, có đèn tích nên là sử dụng tận dụng đèn để chiếu sáng được. Ok rồi, ok rồi. Chặt cái nhằm nhằm ra nó cháy. Có rồi. Cái nhằm nhằm. Mục đích chính của anh em đi mò cua bắt cá nên là hôm nay đi với lại đi chiều tối cũng không kịp chuẩn bị được nhiều đồ các bạn ạ. Đang ở nhà chơi thì rủ đi, ở nhà mài dao thì rủ đi chơi. Hôm nay là không có sự chuẩn bị. Em rủ đấy.
Đây cái nhầm nhầm ấy này. Hiệp chiều nay thấy Hiệp rủ bảo là anh ấy đi tắm suối đi. Đi mò cua bắt cá. Là đi chiều tối này không biết là có tắm được không. Khi gọi anh nào mang kích, kích luôn đi nhanh. Nhiều cá đấy nhở. Cháy chưa Hiệp? Cháy rồi. Tí tách rồi. Nghe, kem một tí nhầm nhầm vào. Đấy cái trai bản vừa hỏi đây bây giờ thấy chưa, thấy cái đèn đấy chưa? Tiện phết. Cái đèn này cả mua cả ship cả pin là 250k các bạn. Rất là sáng được lâu đấy nhỉ? Sáng được 7 tiếng liên tiếp. Còn nếu mà không dùng thì dùng được khoảng 2 năm. Để mà không dùng đúng không? Ừ. Ủa, cái đấy chỉ bẻ chặt tí. Mình nghĩ anh em mình khả năng là buộc con rắn này vào con phần à. Anh em nướng rắn nha. Ôi rắn. Em là sợ rắn nhất đấy. Coi như nào. Bây giờ sẽ cuốn cái con rắn này. Anh cầm cầm đầu. Con này hơi to ấy, phải to. Cần đến 3 người để hỗ trợ. Nhà cho nó xoăn xoăn. Xoăn xoăn lại vào tí đây anh em. Không, cho nó vào gần đi em. Cho nó vào gần đây. Cho nó xoăn vừa vừa thôi. Xoăn vừa vừa. Rồi. Ôi! Sao đây cắn à? Thì rách rồi. Chưa cắn đâu gì. Gấp gấp quá. Đấy. Kẹp kẹp đi chú, kẹp đi chú. Dịch từ chú không? Dịch cái này lên một tí. Được rồi, thấy biết chưa? Biết thế bắt con bé bé thôi nhỉ? Đấy. Con này to, kẹp bây giờ lấy cái gì? Bây giờ lấy cái gì để buộc? Bây giờ á? Lấy chun quần được không? Đi tìm cái gì đi. Lấy chun quần. Bảo lấy cái gì đi, tìm cái gì? Thế vậy cho thêm cái củi mới này vào đi. Anh một bên, em một bên. À đây đây. Cho củi to ấy. Có dây váy của ai để đi rửa cầm đi. Ngoài. Nhặt được cái dây váy của ai đây? Các bạn thấy mình có vi thai không? Chặt đầu nó chưa? Đây, đi bơi rồi. Cho bao nhiêu củi? Anh Công ơi, lát về bán lại cho em cái đèn pin đi nhá. Em đặt trước rồi. 300. Gì mà tăng giá nhanh thế? Công ơi. Chóng mặt rồi. Có nghĩa ở nhà thì nó bình thường thôi, bây giờ nó phát đi tác dụng. Nhưng mà lúc nó hết pin thì hết tác dụng anh ạ. Về nhà nó lại tụt đấy em ạ. À thôi để về nhà mua cũng được. Nhà mua cũng sao có được. Thế bây giờ cho thêm củi đi em ơi. Ôi. Nào đừng có cắm vào đấy. Anh định xiên nướng như kiểu người Mông đấy à? Cái này được rồi đấy. Người Mông là cầm đến chín đấy. Để tí nữa còn đem bừng hỏng. Anh biết tay nhau chứ. Anh có cam đảm cầm đến chín được không? Ok. Ok. Nửa con nữa đâu? Tại không có tiền nên là mua một nửa con thôi, ăn tạm. Trôi suối à? Giờ cái này cho em này. Cầm đi. Đâu? Đây em cầm cho. Tất cả mọi người thì là trong những ngày mệt mỏi ấy, cũng muốn là rảnh rang ra đi chơi gọi là đi suối một chút để xả cái tâm hồn lãng mạn của mình đi. Tâm hồn trong ra bờ suối à? Đấy, ra bờ suối. Xả ra bờ suối. Mà anh ngồi đúng cái tư thế là đang xả cái tâm hồn lãng mạn của anh ấy. Thế thì thôi. Nên giữ lại anh ạ. Liệu con này củi có đủ không nhỉ? Đủ, chắc đủ. Có lắm mải đâu. Suối này không có đâu. Nhớ có cá là sao? Đồ. Anh ấy đập chỗ này đi. Đồ. Được ra. Suối này có là. Khéo mài đá không chuẩn còn hỏng dao ấy. Còn đá này còn là đá của nó. Đồ. Đấy. Cắm xuống đây. Đồ. Đồ. Gì đây anh?
lắm, thì lại bằng củ tay. Cà chê á? Ừ. Đây, 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 đây. Chém. Ui, nó bò ra đây rồi. Nó bò ra. Nó xuống như vậy. To phết. Ở trong cái bụi này này. Đây đây đây. Đây đây đây. Từ từ. Từ từ. Từ từ. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Chuột 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 em ơi, chuột chuột. Con dao nó láng ra một bên. Nước sâu quá. Bên kia ơi, em bên kia rồi. To thế nhỉ? Cái chén con nó láng, láng dao, láng dao. Nó xuống kiểu như nước quá nhỉ? Ừ. Chén quên. Sao 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 chắc nó đi khắp đấy thôi. Đèn hơi yếu nhỉ. Ăn đến đâu sẽ chỉ một con dao thôi, là anh Công sẽ là người đầu bếp chính. Ai muốn ăn phải không qua anh ấy hết. Người cầm dao à? Không phải người đầu đúng không? À, để tránh trường hợp mà em tí nữa không được ăn thì em mời bác không bia. Cầm ơn em. Nâm trước à? Rõ sẵn, rõ sẵn. Rõ ra câu à? Rõ rõ cho em với. Ok, đây câu đây. Kiểm soát cho tính. Ai ăn món gì trước nào đăng ký đi. Hóa đơn đâu? phiếu nhỉ? Thực đơn. À, chơi kiểu phiếu. Ủa. Phiếu kiểu ngày xưa. Cho mình chơi nha. Ok. Ôi, ngọt này mới ạ. Úi giời, rất là to các bạn ạ. Cho yêu này. Và không thể thiếu cái nước chấm thần thánh này nữa. Đấy. Yêu này. Ôi giời. Xin. Cắt cho mọi người một khúc này. Tí nước chấm thần thánh. Rồi, cameraman này. Nóng hổi, nóng hổi. Ăn cái này là không nên cười nhá. Cầm ai quạt ở đây nhá. À, chấm này à? Ok, à, Minh là phục vụ nước chấm cơ. Nó phải theo bài thôi. Ngon. Cô của anh đấy. Đúng không? Đây. Đặt đây. Ui, em sợ nói. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức với tem kênh xe bản các bác nhá. Mời tất cả bạn dùng bữa tối cùng anh em mình nhá. Có một tí mùi khói. Ăn rất là hay. Còn cái mùi khói? Có. Cho chai bản chấm đây. Ở đây. Khổ quá, cameraman cứ lẳng lặng đứng sau mới quay. Có miếng đồ rơi vào cái nước của anh à? Hôm nay thật là một cái buổi đi chơi cực kỳ là ý nghĩa luôn. Sau những ngày mệt nhọc. Ai dạ. Và đặc biệt là em đi chơi thì nó bị ngộ dao rồi các bạn nhá. Ngày xưa là em chơi dao nhưng bây giờ cả chơi cả bán nữa. À, cho nên đi đâu cũng hơi quảng cáo một tí thiên về dao một chút. Vâng, hóa cả nhá. Đấy, con dao này là dài 20-25 này. Nặng là 300 gram. 2,8 gì đấy, 2,8 là 300 gram. Không mang con bé kia đi. Con siêu bé á? Ừ. Hôm nào mang con bé, siêu bé. Nếu mà Hiệp muốn mượn thì hôm nào anh cho mượn thôi nhá, không bán con đấy đâu. Ăn thêm địch. Đấy, ăn gì nữa nào? Đăng ký chứ. À, đăng ký đi, à gà nhá. À, anh cho bảy Hiệp miếng qua câu rồi đi. Không. Không ăn nhiều câu đâu. Qua câu à? Không. Anh xẻo cho em một tí miếng lườn này này. Ok chưa nào? Ngon chưa các bạn ơi?
quý anh ơi, cẩn thận nhé. Ở dưới xương đấy. Cái tay em ở dưới đấy. Cẩn thận nha. Ôi chị. Ôi, ngon chứ các bạn ơi. Cái này để tôi. Xèo 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 miếng nữa, chưa mẻ hiệp cái. Rồi thôi, miếng khác còn nhiều. Ê, cho mẻ hiệp miếng này. Đây. Em à. Giữ cái gì đấy? Giữ cốc. À. Giữ cốc à? Không rời. Vàng ươm luôn các bạn. Ngon. Phải nói là khoảng tầm hơn 1 năm rồi anh em chưa có cái cảm giác mà đi ra ngoài ăn bờ. Nhưng mà không ăn bờ ở bụi. Bây giờ em hay nói là ăn bờ ở bụi. À, thích ăn cánh à? Ăn cánh ngay cao bê xa. Ăn đùi cánh thôi. Sao nó to? Mình. Anh ban trắng cho em miếng gan à? Ai cho miếng, ui gan là gan đá. Giòn đấy nhỉ? Ui, không, anh em mình chia nhau. Cái to. Món này cũng giòn đấy. Ăn không bị khô mấy mà. Nó đá nó bùi. Anh cắt cho em miếng phổi đi, ăn cho phổi to. Cho nó dễ thở à? Ăn thì phổi đấy. Hiệp lại muốn là phổi to. To, to bằng này chưa đủ. Không, chủ yếu là Hiệp chứ biết bơi, ăn phổi hay nổi. Cho nén được nhiều khí đúng không? Em xin. Mình à, cho một máu ra, à quên. Cho một đoạn rồi. Cho em đoạn gan đi. Đoạn gan à? Thì em gan nhiều quá, mình cũng phải ăn thử gan thôi mà. Gan đi. Quay cho đây. Mình cái miếng nó... Ăn ngọt thế nhỉ? Rất nghệ thuật. Đây, vết cắt rất là ngọt luôn nha các bạn nha. Đây thì... Rất là ngọt luôn. Xẻo thôi, đây mình ăn miếng phổi. Có súng không nhờ anh nhỉ? Cắt cho em miếng súng. Có, đây. Đây. Như là có súng à? Đấy. Mà buồn ăn súng vừa súng. Súng. Hiệp ăn phổi thì mình ăn súng thôi. Ê, miếng chấm này. Chấm thường thánh. Ơ, này không ghém được nhỉ? An Minh. Ở lúc nay ăn lòng anh quên nó cứ bị lòng mất rồi. Thử lại anh, thử lại luôn. Quên đi. Không thể ăn nhanh quá, chưa biết là bị lòng như nào. Hôm nay kiểu... Lúc đầu là trêu mọi người là rắn ấy, nhưng mà đây là lòng ấy. Đi cũng chưa biết rồi ấy. Không chấm à? No, nó mặn thật đâu. Chấm mất vị. Ngon hết nhỉ? Đây là mình đói nhỉ? Có vẻ cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ? Nào Kama? Hy vọng rằng là... Có những anh em nào mà lên trên Tây Bắc mà có thể qua một cái lộ Yên Bái của em thì... em sẽ tổ chức cho các bác đi chơi một buổi như thế này. Mình nghĩ là rất là tuyệt vời đấy. Bởi vì là nhà hàng ở đâu cũng có rồi đúng không? Mà đặc biệt là các bác dưới phố dưới xuôi thì nhà hàng lại càng sang trọng hơn. Nhà hàng. Không, mình đi ăn cái này ấy. Nó cũng có thể là không ngon bình thường, những cái chất thực phẩm nó có thể là không được gọi là ngon, mình ăn quen rồi mà. Nhưng mà khi mình lên đây mình mệt này, đi tìm củi này, rồi là đi loanh quanh đi chơi này. Ở đây có cần điều hòa đâu. Mà sắp nổi hết da gà đấy rồi. Mát lạnh. Mà mùa hè ấy. Đang định nhảy xuống tắm nhưng mà lạnh quá. Sáng nay xuống hết đấy. Chờ mọi người một lúc mà em nằm ở trên viên đá cho nên ngủ quên mất luôn. Tí nữa là còn sợ mọi người về mất rồi ấy. May tỉnh thức kịp. Có chung nói phép như nói thật đấy. Chả làm được giấc rồi. Anh mình nhận được giấc rồi đây. Lúc anh đi tìm cà chê. À, cắt cho xe bản. Vẫn còn súng à? Bóng. À, đó. Súng thì còn dài thế. Chấm. Sao thế càng cắt càng nhạt, sao miếng đầu thấy mặt thế nhỉ? Miếng nào? Cái gì đấy? Ngoài. Bóng cắt được. Bóng. Hiệp cho cameraman cốc bia nữa đi. Kính thưa tất cả mọi người, thì là ngày hôm nay thì ban trò TV thì có đi chơi cùng anh em của Tem. Thì là thực sự ra là ban trò TV thì thỉnh thoảng cũng có đi quay về ẩm thực rồi là ăn uống các thứ như này các bác nhé. Thì nhiều lúc là em bị ngộ video về giao nhiều quá. Suốt ngày giao, ngủ, nằm mơ với giao. Bởi vì là hiện tại là trên tất cả các bản làng ấy. Vùng cao thì em cũng đã đi tìm rất là nhiều chợ. Sau đợt này nữa em muốn đi tìm một cái bắp tên là bắp bồng.
bác còn ở xa hơn chỗ bác trồng hiện tại. Thì thấy bảo là người dân bảo là trên đấy là cái dao đấy rất là đẹp và rất là sắc, người ta rất là tin dùng cả cái khu làng đấy. Thì là nó hiện tại là nó cách chỗ nhà em tầm khoảng hơn 50 km. Đấy, thì là hơn 50 km thì nó phải đi rơi tầm khoảng 5 tiếng, có nghĩa là rất là xa. Thì là em sẽ cố gắng lên trên đấy thử xem sao. Và video ngày hôm nay thật sự ra là một buổi tiệc ăn uống, đặc biệt là những cây dao size mà tầm 27-28 như thế này đi rừng như trước thì rất là ok, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, các bác có thể thấy là em cắt những cái thứ này này, mà trong cái đó em chặt từ nãy rồi nhá, chặt các thứ các đồ rồi, rồi đi chém cá kiểu đấy, em rất là ngọt rồi em đẩy cái đấy. Không tin thì mình thử cắt một cái xem, từ nãy anh cắt thôi, em thử cắt xem nó có đúng như kiểu anh nói hay không. Chặt đầu tiên cầm kiểu dao các bạn. À, anh thích ăn gì nhỉ? Cho anh tím tí lòng. À, chuyển đây, lấy bên này đi, cho dài. Cái bên này dài nhưng mà nó hơi trái tay tí. Đo cho anh 1.5 phân nhé. Anh 2 phân. Con nào nhỉ anh nhỉ? Con này à? Em đẩy từ mũi. Ui ôi, nó hơi không được chắc tí. Anh em đi là chỉ duy nhất chỉ một con dao này thôi các bạn. Rồi sao nữa em? À, còn chấm nữa. Tình cảm đấy nhỉ? Xin mời. Để cái món luôn chứ. Xin mời đó quý vị nhá. Từ nãy toàn em Hiệp quan không nhỉ? Vừa chuyển đầu bếp. Cái này mình làm hết sức nhẹ nhàng các bạn nhé. Quên đấy. Anh em chấm là thiếu em cái giá. Cái giá để treo mấy cái này lên để cắt ăn như khẩu tây thôi. Cái này không để nó bị thủng nữa. Cái que này nó rất là nhọn. Chào bạn. Thank you. Bình thường nhé mọi người nhau thì cái cán dao này, bình thường là chúng ta có thể giã được cái nước chấm luôn, lau sạch cho chúng ta này, ví dụ giã ớt đấy thôi. Nhưng mà thiếu tiền đấy, còn em chưa được ăn. Thế nào đến phòng em anh lại cất dao thôi. Đấy, anh cầm lấy. Anh giới thiệu tiếp đi. Từ đấy. Đến phòng em anh lại cất dao. Phòng em anh lại cất dao đi. Nói chung là đến giờ thời điểm này mới biết là cái công dụng của cây dao nó như thế nào, rồi là nó phát huy tác dụng như thế nào. Đi đâu, đi chơi, đi làm, đi vào trong rừng các thứ là mình cầm con dao nó có vỏ sẵn như này rồi, rất là an toàn. Nó vừa bé, nó vừa gọn. Nhưng mà các bác nào mà đi lao động, đi vào rừng chuyên chặt cây thì con này nó bé. Các bác chặt thì các bác sẽ thấy nó bé rồi. Tốn sức hơn nó tốn sức, nó không có ấy đâu. Còn nếu mà đi chơi, đi picnic rồi là đi câu cá hay các thứ, con này là hợp lý nhất. Không, hôm nay anh không mới biết. Đấy. Nhưng mà nói thế thôi. Giúp chị em phụ nữ bảo vệ móng tay nha các bạn nhé. À, nhưng mà cái mũi dao này anh em biết sử dụng thì mới sử dụng được thế nhá. Nhiều bác không biết sử dụng là gãy đấy. Tóm lại là những bạn trẻ nào mới lớn ấy, thì là không nên dùng những con dao nhọn thế này đâu. Nó sẽ mang một cái mục đích khác các bạn. Ok, em xin về. Anh em khuyến cáo là khi mua và những sản phẩm ví dụ như dao mèo trên kênh thì không bị vàng gan. Ơi, mấy Hiệp rót bia cho anh Công đi. Sao anh Công ít hơn đi? Không bị gan to. Gan to thì mới uống được rượu chứ. Thích phổi to. Thích phổi to với cả súng to. Còn nhiều mà, bia còn nhiều. Như để quán rồi. Cái gì? Anh kiếm cái gì? Bia còn nhiều nhưng mà mấy cục lon nữa. Rất chuyên nghiệp. Nghe rồi. À, nói chung là những cái dao nhọn này nhá thì chỉ dành cho những người biết dùng thôi các bác nhá. Và trước khi dùng con dao này thì các bác phải bảo các em mọi người nên tìm hiểu kỹ mới biết em mới nên dùng nhé. Không nên không được sử dụng mục đích mục đích khác không nói khác. Nhưng mà khi mình về nhà mình đơn giản rút ra mình sử dụng thôi là thấy cảm giác nó nguy hiểm, nó rất là sắc. Trông nó mỏng manh thì thôi, chặt được cả sư trâu sư bò đấy. À, bác nào mà chưa biết công dụng của con dao này sẽ xem lại những cái tập trước của Bạn Trắng TV nhé, để biết được cái công dụng của con dao nó dùng làm gì. Nhiều bác mua con dao về để đầu giường lắm, nhưng mà nhớ gắn chân lên hai vào. Đúng rồi, không à, nhớ là ngủ mơ cái là rút dao nào là đấy, những sợ những người nào mộng du ấy. Cái này sợ trẻ con nghịch, dao này sợ nhất là trẻ con. Rất là sắc luôn.
rất là bén. Đấy, xẻo xẻo cho các bác xem cái miếng này nhé. Đấy, đó không cái gì. Đây là cái đoạn nào nhỉ? Súng. Súng. Hiểu, hiểu có vẻ khoái. Cắt cắt cho Hiệp miếng súng nghe nào. Phát 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 phát. Đấy đấy đấy. Anh Công cắt cho Mẩy Hiệp một miếng súng nào. Em ăn đủ rồi. Súng này nhiều lông đấy. Rửa chưa sạch đâu. Từ hôm cái... đấy sẽ mang cho mọi người một cây đỡ tay nhau. Nhưng mà hôm đấy sẽ ra ban ngày. Ra sáng tí. Để cho mọi người có thể ngắm được khung cảnh phía sau. Hôm nay là hơi tối. Ui mình quên đấy nha. Xin chào các cụ nha, hôm nay là ăn cơm uống trưa mười các cụ các bà là nhá. Mời rồi. Mời rồi. Rồi cho mình thịt gà nào. Từ nãy giờ chưa được miếng thịt gà nào đấy. Anh xẻ cái đùi nha. Ăn kiểu ngay thì có vẻ là mình đi đi nắng từ buổi chiều bây giờ quên mất vẫn đang ban ngày thế sao. Vẫn có trên mình chiếc mũ. Không ngờ thực sự là mình quên mất. Gà rất là ngon đấy. Ôi dồi ôi. Ngon. Ngon. Xẻo đây cho tay nha. Đúng rồi, cho thịt đây. Như kiểu cái gì nhỉ? Thịt, nhất, cái gì, con gì nhỉ? Bò à? Bò gì bò nhỉ? Bò cu bê. Sợ. Kiểu cắt chuẩn vết nhỉ? Công nhận là con dao này nó sắc hay sao em Hiệp cắt được mỏng như kiểu tờ A4 này các bạn. Mượt như tờ giấy. Em ơi cẩn thận nha, gió to nó bay mất. Ngon lắm. Hiệp cắt miếng mỏng quá sợ gió to quá bay mất. Rí. Có biết kiểu cái gì nhỉ? Anh nên kim đi. Làm bánh mì ở dưới thành phố người bán cắt miếng lát lát một đấy. Thịt nướng, thịt nướng.